Hello anh em, thì ở đây em có một cây cần tay nha anh em nhé. Đấy, một cây cần tay. Thì cây cần này thì một cây cần zin. Đấy, zin nguyên bản luôn nhé anh em nhé. Đấy, zin nguyên bản. Đây này, cái đầu bu của nó này anh em xem này. Đây, anh em xem cái ngọn của nó này. Đấy, zin nguyên bản nhé anh em nhé. Đó, thì giới thiệu qua với cả anh em cây này. Cây này là cây Gamakatsu HH Saver. Đấy, Gamakatsu nha anh em nhé, chứ không phải là hàng thường đâu. Nó có bẩn anh em nhé. Đấy, nó có bẩn trên thân cần và em cũng chưa lau chùi gì. Đấy, còn nguyên cả vết bẩn này. Đấy, đó. Phụ kiện thì nó có túi và nút đi kèm nhé anh em nhé. Đó, thì dòng cần này thì chuyên dành để cho anh em câu chép, đấy, câu diếc, đấy, câu cá suối. Con này nó có chiều dài là 4,5 m, trong lượng của nó chỉ có 80 g thôi anh em nhé. Đấy, chỉ có 80 g thôi. Đường kính gốc là phi 14, đường kính ngọn là 0.8 mm. Đấy, đây là mã chiếc cốt đồng hoàng nha anh em nhé. Đây, mã mấy các thứ đồng hoàng này, T57612. Đó, thì em sẽ các thứ đầy đủ hết nha anh em nhé. Gamakatsu thì chỉ có nhà sản xuất thôi. Đấy, nó có một cái túi như thế này này. Đây là cái nắp chụp phía phần đít này. Đấy, nắp đầu này. Đó, nguyên zin nguyên bản nha anh em nhé. Đấy, nguyên zin nguyên bản Gamakatsu. Đó, con này thì em bán cho anh em với giá là 1.300.000 nha anh em nhé, 1.300.000.